Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, vào tối ngày thứ Năm tại Vũ Hán, Giang Tô và một số khu vực khác đã xảy ra thời tiết cực đoan như dông, mưa đá, lốc xoáy. Trong đó, tại huyện Thái Điện, tỉnh Vũ Hán đã xảy ra một trận lốc xoáy mạnh cấp 9 khiến 16 người mất liên lạc, 61 người bị thương. Lốc xoáy tại thị trấn Thịnh Trạch, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô khiến 8 người chết, 42 người bị thương. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, vào lúc 20 giờ 39 phút ngày thứ Năm vừa qua, tại huyện Thái Điện, tỉnh Vũ Hán đã xuất hiện một cơn lốc xoáy mạnh cấp 9 với sức gió 27,9 m/s. Một số ngôi nhà trong thôn bị hư hại nghiêm trọng, một lượng lớn cây cối bị đổ gãy và có rất nhiều người bị thương. Theo thống kê sơ bộ, hiện có 16 người bị mất liên lạc, 61 người khác đang được điều trị tại bệnh viện. Theo Cục Khí tượng Vũ Hán thông báo, từ 8 giờ đến 22 giờ ngày thứ Năm, hầu hết tại thành phố Vũ Hán đều xuất hiện mưa vừa đến mưa to, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, trong mưa kèm theo dông, mưa đá. Một cư dân mạng cho biết trên Weibo rằng, tối nay ở thành phố Thái Điện, Vũ Hán có sấm chớp, gió giật cấp 10, mưa to, mưa đá lớn, mưa đá to như đá cuội và lớn nhất là bằng một quả trứng gà. Mái nhà và xe của một số người dân đã bị đập hỏng. Không chỉ ở Vũ Hán, cũng vào tối cùng ngày tại thị trấn Thịnh Trạch, huyện Vũ Giang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã xảy ra một trận lốc xoáy mạnh cấp 8 đến cấp 11 kèm theo sét mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều ngôi nhà và công trình bị hư hại. Trên Internet lan truyền đoạn video ghi lại cảnh lốc xoáy ở thị trấn Thịnh Trạch cho thấy gió mạnh thổi tung nhiều vật dưới đất. Lá cây bay lơ lửng trên không trung, sấm chớp liên tục xuất hiện trên bầu trời. Đoạn video trên đã khiến nhiều người hoảng sợ. Thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét, gió giật mạnh, mưa lớn trong thời gian ngắn cũng đã bắt đầu xuất hiện ở Thượng Hải cũng vào tối ngày thứ Năm. Gần đây, nhiều nơi ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử thường xuyên xảy ra hiện tượng thời tiết dị thường. Trước đó vào chiều ngày Chủ nhật, bầu trời Vũ Hán đột nhiên tối sầm như ban đêm, sau đó mưa như trút nước, nhiều nơi ở Vũ Hán bị ngập nước, cây cối đổ ngổn ngang bên đường, nhà ga xe lửa Vũ Hán bị nước chảy vào rất nghiêm trọng. Mưa to, gió lớn, trời tối sầm khiến bầu trời Vũ Hán trông đáng sợ như cảnh tượng ngày tận thế. Thưa quý vị, theo các bản tin cho biết, trong 3 ngày liên tiếp có lượng mưa rất lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, ít nhất 45 người đã thiệt mạng và hơn 150.000 người buộc phải sơ tán. Một hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc đưa tin vào đầu giờ ngày thứ Tư rằng có 45 người đã thiệt mạng. Đài Trung Quốc Tự Do đưa tin trên tài khoản Twitter Trung Quốc chính thức rằng số người tử vong ít nhất là 45 người. Tin tức địa phương cho biết, kể từ hôm thứ Hai, lượng mưa rất lớn đã gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn rất lớn, cũng như các chuyến bay và các tuyến đường sắt cao tốc bị trì hoãn hoặc chậm trễ. Theo những bản tin này, một số người đi tàu điện ngầm và người dân chưa xác định là đã chết đuối hoặc bị dòng nước mạnh cuốn đi và những chiếc xe hơi cũng bị cuốn trôi trên đường phố. Tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, bên bờ sông Hoàng Hà, với dân số hơn 10 triệu người, một đoạn video ngắn cho thấy những người đi tàu điện ngầm bị mắc kẹt trong một toa tàu điện ngầm bị ngập nước, dừng di chuyển giữa trạm Hải Than Tự và trạm đường ra khẩu. Các hành khách cuối cùng đã được giải cứu. Một nhân chứng tại chỗ cho biết một số thi thể được đưa ra khỏi toa tàu dường như đã tử vong. Một người khác dường như đã được hồi sức tim phổi. Nhiều lối vào tàu điện ngầm cũng đóng cửa trong bối cảnh lượng mưa vẫn tiếp tục. Theo các bản tin, những nơi này bao gồm ga F đến ga Thập Lý Bảo phía đông dọc theo tuyến tàu điện ngầm số 4 trong thành phố. Hôm thứ Ba, xe buýt điện trong thành phố cũng ngừng hoạt động kể từ 2 giờ 30 phút chiều theo giờ địa phương. Một blog nhỏ của quan chức địa phương cho biết, cơ quan phòng chống và kiểm soát lũ lụt của thủ đô đã nâng cấp cấp độ ứng phó khẩn cấp từ cấp 2 đến cấp 1 từ 5 giờ chiều hôm thứ Ba. Tính đến thứ Ba, 5 trạm thời tiết quốc gia trong tỉnh đều đạt lượng mưa cao kỷ lục trong 3 ngày liên tiếp kể từ khi bắt đầu hoạt động, lần lượt nằm ở Tung Sơn 612,2 mm, Củ Nghĩa 458,9 mm, Tân Mật 424,8 mm, Yển Sư 390,4 mm và Đăng Phong 388,3 mm.
mức kiểm soát lũ lụt đã bị vượt quá ở 35 hồ chứa lớn và trung bình ở Hà Nam. Thiên tai lũ lụt nghiêm trọng có khả năng xảy ra trên các con sông ở khu vực miền núi khi mưa tiếp tục diễn ra. Mức độ ứng phó khẩn cấp của tỉnh đã được nâng cấp từ 4 lên cấp 3 kể từ 4 giờ chiều hôm thứ Ba theo giờ địa phương. Theo thống kê chính thức, lượng mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 168.000 người ở 21 quận và huyện thuộc quản lý của những thành phố cấp tỉnh như Bình Định Sơn, An Dương, Tiêu Tác, Ta Môn Hạp, Nam Dương, Tín Dương, Chu Khẩu và Chú Mã Điếm. Với hơn 10.800 ha cây trồng bị ngập và thiệt hại tài chính trực tiếp hơn 81 triệu nhân dân tệ, khoảng 12,2 triệu đô la Mỹ. Hôm thứ Ba, tại thị trấn Mễ Hà, thành phố Cổ Nghĩa, con đường dẫn đến thị trấn đã bị phá hủy. Một cột tín hiệu thông tin liên lạc địa phương cũng bị hư hại. Các bộ phận của cột tín hiệu này đã bị cắt. Hồi 10 giờ sáng hôm thứ Ba, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa bão cấp 3 là màu da cam. Dự báo rằng mưa xối xả và mưa như chút sẽ đổ bộ vào phía Bắc, Trung Tâm và Tây Hà Nam, Nam Hà Bắc, Đông Nam Sơn Tây và các khu vực khác. Cảnh báo cho biết những trận mưa lớn sẽ tấn công một phần phía Bắc Hà Nam với lượng mưa 350-400mm trong vòng 24 giờ, từ 2 giờ chiều ngày thứ Ba đến 2 giờ chiều ngày thứ Tư. Quý vị thân mến, gần đây, do thời tiết cực đoan xảy ra ở nhiều tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đại lục, nên Tổng cục Khí tượng Trung Quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ 4. Mưa xối xả khiến giao thông hỗn loạn và trường học ở Bắc Kinh phải đóng cửa. Cư dân ở tỉnh Hà Bắc bám chặt vào những thân cây để tránh bị nước lũ cuốn đi và lũ lụt ở Tứ Xuyên đã cuốn trôi một số tàu bè. Bắc Kinh bắt đầu chứng kiến lượng mưa lớn từ khoảng 11 giờ 30 phút tối hôm thứ Bảy với lượng mưa trung bình ngập sâu hơn 30cm. Lượng mưa ở ngôi làng mới Bàng Sơn, quận Bàng Sơn, Bắc Kinh ngập vượt quá 51cm, sấm chớp và sấm sét nổ ra khắp nơi. Ở một số nơi, những tia sét liên tục và dữ dội thậm chí còn làm sáng cả bầu trời. Mưa bão khiến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời khiến hơn 760 chuyến bay bị hủy và các chuyến tàu bị hoãn. Hôm Chủ nhật, tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cũng như các hoạt động thể thao ngoài trời đều bị đình chỉ. Các đường phố của thành phố Vũ An ở tỉnh Hà Bắc cách Bắc Kinh 310 km trông như những dòng sông khiến cho một số phương tiện bị cuốn trôi theo dòng nước. Đài quan sát khí tượng Trung ương của Trung Quốc cho biết, thời tiết cực đoan này đã ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn, tích tụ lượng mưa, nhiễu động mạnh và nguy cơ ngập lụt rất cao. Theo bản tin của Đài quan sát cho biết, từ ngày thứ Bảy đến ngày Chủ nhật, mưa lớn đã xảy ra ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam, Sơn Đông và những nơi khác. Trong đó, ở vùng Trung và Nam Hà Bắc, Đông Nam Sơn Tây, Bắc Hà Nam và Tây Bắc Sơn Đông có mưa lớn bất thường với lượng mưa từ 100-150mm. Lượng nước mưa tích tụ đạt mức từ 250-300mm ở một số khu vực. Mưa lớn kèm theo dông lốc từ cấp 8 đến cấp 10 và một số nơi ở Hà Bắc có kèm theo mưa đá. Trước đó, thành phố Truy Bắc ở tỉnh Sơn Đông cũng bị ảnh hưởng bởi mưa đá và mưa lớn. Cành cây, xác lá vương vãi khắp các con đường ngập trong nước. Theo các bức ảnh từ những cư dân mạng cầm trên tay viên đá cho thấy, hạt mưa đá rơi xuống vào ngày hôm đó có kích thước to hơn một quả trứng. Trận bão dữ dội ngày hôm đó cũng gây ra sự cố sập hai ngôi nhà di động tại một công trường xây dựng ở thành phố Tây Nam, khiến hơn 52 người bị mắc kẹt và sau đó đã được sơ tán. Tối ngày thứ Sáu, lượng mưa lớn tại khu danh thắng Ngũ Đài Sơn thuộc tỉnh Sơn Tây đã gây ra lũ quét. Một người được tìm thấy đã thiệt mạng trong khi ba người khác bị thương. Ở miền Nam Trung Quốc, các tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tô, An Huy và các tỉnh khác cũng liên tục hứng chịu lượng mưa lớn trong những ngày gần đây, khiến mực nước sông ở một số khu vực dâng cao đột biến. Tứ Xuyên bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lớn này đã khiến hơn 145.000 người dân ở Tứ Xuyên bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Từ 8 giờ sáng hôm thứ Sáu đến 2 giờ chiều hôm thứ Bảy, thành phố Ba Trung ở tỉnh Tứ Xuyên đã hứng chịu những trận mưa lớn. Tất cả 210 trạm quan sát thủy văn trong thành phố đều ghi nhận lượng mưa vượt quá 100mm, trong đó 122 vị trí vượt quá 210mm và 2 vị trí khác vượt quá 395mm. Mực nước ở huyện Thông Giang trực thuộc thành phố Ba Trung dâng lên nhanh chóng và nước bùn màu vàng tràn lên bờ sông. Những chiếc xe hơi đậu trên bờ sông giống như những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên đại dương trôi theo dòng nước khiến nhiều người bị mắc kẹt trên nóc của những chiếc xe hơi này. Dòng nước tràn xuống núi đồng thời khiến những tảng đá khổng lồ rơi xuống đường cao tốc địa phương. Một đoạn video từ Tứ Xuyên đã ghi lại cảnh những chiếc thuyền và tàu mất lái trong dòng nước lũ và lao thẳng xuống thác nước. Chiều hôm thứ Bảy, gần đập trạm điện Sơn Giang ở quận Ba Châu, Ba Trung, Tứ Xuyên,
mực nước đã vượt qua độ cao của đập và tạo thành một thác nước chảy xiết với độ cao gần 12 mét. Nhiều tàu thuyền bị kéo qua đập và ngay lập tức bị nuốt chửng bởi những con sóng khổng lồ bên dưới. Cư dân mạng chụp được cảnh này đã phải thốt lên kinh hãi. Một cảnh kịch tính cũng diễn ra ở Nam Kinh, Giang Tô hôm thứ Bảy khi một nhóm cán bộ chính quyền và nhân viên đang tổ chức cuộc họp tuyên dương của Trung Quốc bên trong một khán phòng. Cơn mưa lớn bất ngờ khiến khán đài bị dột và làm ướt cả khán đài. Trong khi các thành viên dự họp đã vội vã tránh mưa và một số người đã sử dụng dù che mưa. Kính thưa quý vị, sáng hôm qua, làng Sinmo, thị trấn Diesi, huyện Mao, tỉnh Tứ Xuyên, một ngọn núi cao bị sập. Không chỉ toàn bộ ngôi làng bị chôn vùi khi núi đổ sập mà một dòng nước cũng bị chặn, một số lượng lớn các đoạn đường cũng bị cuốn trôi. Tin tức mới nhất là quan chức này thông báo có 34 người đã chết và 103 người mất liên lạc, nhưng hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, không rõ toàn thôn có bao nhiêu người ở nhà. Vụ sập núi xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, ngày thứ Bảy. Địa điểm xảy ra vụ sập núi nằm ở làng Sinmo, khu tự trị dân tộc Aba và Khương, tỉnh Tứ Xuyên, gần danh lam thắng cảnh cấp 4A quốc gia. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin rằng thảm họa đã khiến hơn 50 ngôi nhà, nông trại bị chôn vùi. 171 người mất liên lạc, 2 km sông bị chặn tạo thành hồ chứa và 1.900 mét đường bị chôn vùi. Một nhân viên của thị trấn Diesi cho biết dân số chính thức của ngôi làng Sinmo bị chôn vùi là 34 người. Trận lở núi xảy ra vào kỳ nghỉ hè nên có thể có nhiều trẻ em ở nhà hơn bình thường. Cũng có thể có khách du lịch bị mắc kẹt trong làng. Một số quan chức cho biết số người bị chôn vùi chính xác vẫn đang được thống kê. Kiểu Đại Soái, một người dân sống sót ở làng Sinmo cho rằng đây chỉ là một vết thương ngoài da, những vết thương lớn khác đều chưa ổn. Tôi chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng. Một ngôi làng có hàng chục hộ gia đình và tất cả đều bị nghiền nát. Truyền thông đại lục cho biết vụ sập núi là do mưa lớn gần đây, tuy nhiên một số người dân cho biết trước đó không có dấu hiệu sập. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.